văn quá. Yeah.
trong số những cái bài hát mà mọi người có gửi đề xuất cho Cường thì cũng rất là khó để chọn ra những cái bài hát nó phù hợp với cái tính chất nhâm nhi guitar. Thì may quá mọi người có đề xuất hai cái ca khúc này, một những cái sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Lam Phương, cũng là một người nhạc sĩ mà Cường rất là trân trọng và yêu quý. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Lam Phương rất là nhiều. Dạ. Mình hát hai bài rồi thì bây giờ sẽ là cái khoảnh khắc mà hồi nãy Cường có chia sẻ với mọi người đó. Bây giờ lại là cái khoảnh khắc mà mọi người muốn gửi tình cảm, gửi gắm tình cảm cho Lam Phương, đúng không ạ? Dạ. Thì mình xin mời mọi người lên sân khấu. Và mọi người giúp em nhanh tay chút xíu để mà mình có thể tiếp tục mình hát, gửi đến những cái tác phẩm cho mọi người nghe nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.